gãy chân bao lâu thì đá bóng được, chấn thương của Hùng Dũng nguy hiểm cỡ nào, bao lâu nữa quay lại sân cỏ. Nếu phẫu thuật thành công và điều trị đúng cách, thời gian để Hùng Dũng hồi phục không quá kéo dài, nhưng để đạt phong độ cao như trước thì không dễ dàng. Việc một trận đấu gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vòng 5 V-League 2021 vào tối ngày 23 tháng 3, Hùng Dũng đã bị Ngô Hoàng Thịnh đạp rất mạnh vào chân. Theo kết quả chụp phim tại bệnh viện, anh bị gãy hai xương cẳng chân gồm mùng 1 tháng 3 dưới xương chày và xương mác của chân phải. Với chấn thương dạng này, Hùng Dũng sẽ phải phẫu thuật, đóng đinh nẹp vít, sử dụng dụng cụ kết hợp xương. Nếu thêm tổn thương cổ chân và đầu gối thì tình hình sẽ phức tạp hơn. Sau này khi hồi phục, hậu quả của chấn thương có thể gây ra biến chứng như dễ bị cứng khớp, co rút, khó bình phục nếu như vận động mạnh. Một bác sĩ từng đi theo đội tuyển Việt Nam cho biết, nếu xét về mức độ nghiêm trọng, có lẽ gãy xương dễ hồi phục hơn chấn thương đứt toàn bộ dây chằng. Tuy nhiên, chấn thương của Dũng thuộc loại nặng, đòi hỏi trình độ ekip phẫu thuật cho anh phải rất cao. Sau đó, Dũng cần phải được điều trị đúng cách, nếu kết hợp được các yếu tố với nhau thì có thể từ 3 đến 6 tháng, Dũng có thể đi lại, tập nhẹ được. Bóng đá Việt Nam cũng từng xảy ra những ca chấn thương gãy xương tương tự. Ví dụ như tiền đạo Văn Sĩ Hùng cách đây gần 20 năm khi thi đấu ở một giải quốc tế đã bị cầu thủ đội Indonesia kê chân, khiến anh bị gãy xương. Hay trung vệ Đỗ Mạnh Dũng cũng từng bị. Sau khi dính chấn thương nặng và phải lên bàn mổ, Hùng Dũng đã nhận được hàng chục nghìn lời thăm hỏi, động viên của khán giả, đồng đội trên trang cá nhân. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải viết, lần đầu ở nhà xem đội của mình đá qua TV mới thực sự hiểu được cảm giác bố mẹ và người thân như thế nào. Chúc mọi điều bình an và sớm bình phục anh Đỗ Hùng Dũng nhé. Còn cựu tiền đạo tuyển Việt Nam Đặng Phương Nam bày tỏ, những mong muốn lúc này là dây chằng cổ chân Hùng Dũng tổn thương không quá nghiêm trọng. Phẫu thuật cho Dũng là một ekip xuất sắc, sắp đặt lại xương chính xác, nẹp cả hai xương một cách thật hoàn chỉnh. Khả năng can xương của Dũng tốt để mau lành vết gãy. Còn tinh thần, ý chí, nghị lực phấn đấu để quay lại thì anh không lo. Cố lên Đỗ Hùng Dũng. Còn huấn luyện viên Park Hang-seo lo lắng đến mức đã đập vỡ điện thoại của mình khi chứng kiến tất cả sự việc liên quan đến Hùng Dũng vào tối qua.